Trong trận ra quân Euro 2024, Thổ Nhĩ Kỳ tự tin nhập cuộc và liên tục bắn phá khung thành Georgia. Phút 25, Matmaldur mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Jorge Mikautas nhanh chóng gỡ hòa cho Georgia ở phút 32. Sang hiệp 2, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công và phút 65, Arda Güler ghi siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1. Siêu phẩm nói trên giúp Arda Güler trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận đấu ra mắt ở vòng chung kết Euro. Tiền vệ này mới chỉ 19 tuổi 112 ngày. Georgia sau đó vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Ngược lại, ở phút 90+6, Kerem Atukoglu ấn định chiến thắng 3-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau pha phản công. Ở trận đấu còn lại của bảng F, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Cộng hòa Séc nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn do đối thủ chủ động chơi phòng ngự và trời mưa lớn ảnh hưởng đến lối chơi phối hợp ngắn của họ. Phút 62, Bồ Đào Nha bất ngờ bị Luka Probst sút tung lưới từ pha phản công. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Bồ Đào Nha khi Romin Hrdlak phản lưới nhà chỉ 7 phút sau đó, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bồ Đào Nha tiếp tục tấn công dồn dập và ở phút 90+2, Francisco Cancao, cầu thủ vừa vào sân thay người, đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Selecao châu Âu sau đường căng ngang của Pedro Neto. Cũng trong ngày ra sân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ra sân ở 6 vòng chung kết Euro khác nhau. Trước giải đấu năm 2024 tại Đức, Ronaldo đã cùng đội bóng áo bã trầu thi đấu ở Euro 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. Trong số đó, họ lên ngôi vào năm 2016. Tuy nhiên, Ronaldo cũng để lại hình ảnh không đẹp trong ngày lập siêu kỷ lục. Cụ thể, trước khi chạy đến ăn mừng với đồng đội ở bàn thắng thứ hai, Cristiano Ronaldo tranh thủ chế nhạo thủ môn Zdeněk Stanek và một hậu vệ khác của Cộng hòa Séc. Hành động này khiến Ronaldo chịu nhiều chỉ trích. Một số cổ động viên cho rằng đây là cách ứng xử không phù hợp với người đang mang băng đội trưởng của tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến bênh vực, cho rằng Ronaldo đã bị khiêu khích từ trước.